tên nhà hàng mọi người. Còn ở đây có nhiều người đồ ăn sáng. Này có cá địa phương nè. Cái cá này cá gì đây? Cheese này tiếng bản tiếng Anh mặt thì có salmon trout fish chowder đụng ăn thấy hết à, đồ ăn rẻ ghê luôn á. Salad Montenegrin salad chicken salad octopus salad còn đống hình trong đây nữa này. Grilled octopus polenta butter truffle pasta cream. Oh, cái này thì mắc. Grilled rice, main course chicken mushroom. Đây là bên order một cái dạng như sâm banh đó mọi người, của địa phương đây, Montenegro. Dễ uống đấy, được, nhẹ. Thank you. Nói này nhiều không? Xe đi. Này bánh mì mọi người ơi. Này cá giống như nó khia. Này khia giống như khia cái cá salmon này là cái này là dòng họ salmon, nó gọi là trout. Nhưng mà Ben không biết cái tên tiếng Việt nó là gì, nhưng mà nó là bà con của salmon luôn, nhưng mà nó nhỏ hơn. Nhưng mà nó nuôi hồ. Này nuôi hồ luôn. Cái này ở đây luôn. Này nó có dạng như smoke mọi người, có marinade với smoke luôn. Đây là món appetizer mọi người ơi, vẫn làm cũng nhiều, đúng là dân địa phương người ta không giữ. Này có tần để còn lấy xương, cá nó cắt đôi còn lấy xương. Rất là mềm nha, đụng cái nó rã thịt ra. Cái dạng như hơi smoke á. Smoke mà không bốc nóng á mọi người.
ăn ngon ấy. Cá này nó không có làm mà nhiều gia vị. Toàn đồ khô không. Mình thử miếng mì nha. Cơm ướt này. Hả? Cái này dạng giống như là ciabatta. Trong các bạn nhìn thấy bộ vỏ trong mấy cái hộp nhiều luôn. Mì ngon. Ngủ rồi thôi. Để đồ em ăn đi. Thank you. How you cook this? How you cook? How cook? How make the bone very soft? No. Sorry. Yeah. Này cá nè mọi người. Bự quá lửa luôn rồi, nhìn tay bên này. Bự hơn cái tay luôn. Lớn. Mấy cá này cá gì đây nè? Cái này sốt, sốt gì đâu. Ăn cái này khoai tây nghiền. Salad. Này dầu liu với tỏi nè. Dầu liu tỏi với lại chủ yếu tỏi với dầu liu thôi. Còn cá này đó mình sẽ coi nghiên cứu lại cái này là cá gì. Lên 12 euro mọi người. Này thường có vắt miếng chanh cho mọi người. Nó sẽ ngon hơn. Cá này lớn nha. Cá này từ 3 tới 5 kg thôi. Mà bên không biết này là cá gì. Cá chép. Có thể mất là dầu tỏi thôi. Này vùng bụng luôn. Xương lớn lắm. Nhà hàng này đông. Đúng là cá này cá sông. Cá này cá nước ngọt. À mình nghe nó mùi mùi bụng á. Bụng mà không phải bụng kiểu như bụng nặng mà kiểu nó còn mùi cá nước ngọt. Ngon á, cá ngon. Đây mà cái món ăn cá rất là phổ biến ở đây nè. Lần nào mình đi ăn cá nó cũng hay cho cái này lắm. Tomato. Cái potato, cái khoai tây cực kỳ mềm luôn. Với lại cái rau business là một cái rau sweet chạc vậy á. Mềm lắm. Rất là ngon. Cái này mà mùi bị peanut. Rất là hợp mọi người. Ăn cá xong uống miếng rượu champagne rất là hợp. Đây thì nó ghi làm đây là cái trong cái menu rượu nó ghi là dạng như là rượu vang trắng nhưng mà có ga thôi, nó ghi vậy thôi. Mình uống mình nghe mùi giống mùi champagne vậy. Thank you.
này nó nóng rất là mềm luôn nha, cực kỳ mềm luôn. Được rồi. Này 26.6 euro mọi người. Thank you. Thank you. Oh, mát. Này đang ngồi dưới kia nắng nó rọi nóng người.